Chào các bạn, mình đang ở cái quầy Nokia để mấy cái chiếc điện thoại Nokia Asa 302 mà Nokia vừa giới thiệu. Ở đây chúng ta có một chiếc màu đỏ chị kia đang cầm trên tay, một chiếc màu kim loại, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đồng và một chiếc màu xanh. Và chúng ta có tổng cộng là 5 màu ở đây. Mình đang cầm một chiếc màu đồng ở trên tay. Đây là một trong ba chiếc Asa mà Nokia giới thiệu hôm nay. Asa thuộc dòng tầm trung của Nokia. Nó chạy điều hành Symbian 4 và giá bán của Asa 302 này là 95 euro. Các bạn thấy là nó có cái bàn phím QWERTY và một số phím tắt rất là hay, như là cái phím cứng này. Phím này bấm vào tự động và chạy vào social, và cái phím này bấm vào tự động liên hệ, bấm chạy vào contact. Đó, vào messaging. Và ở dưới đây chúng ta có cái phím tắt của Bluetooth và Wi-Fi, cái phím truy cập nhanh. Các bạn thấy là rất là khó để tìm những cái điện thoại cơ bản giá rẻ mà lại có nhiều tính năng như cái điện thoại này. Bàn phím QWERTY. Last week we had the first best production for this. Okay, wonderful. You are LG. Thấy mặt sau chúng ta có cái nắp kim loại. Máy có camera 3.2 megapixel. Bye bye. 색깔도 굉장히 많네. Family colors. 맞아. Five colors. 이거 보시면요. You have the gray, the white, the red. 지금 뭐 장이 좀 khá là đẹp. And with one touch you get one touch wireless. And then the other touch is cái này nó có wifi rồi nó có kết nối dĩ nhiên là 3G, nó có servo 1G, nó có rất là nhiều ứng dụng. Các bạn thấy là trên đây nó có cái WhatsApp và nó có cả cái mail của Microsoft Exchange nữa. Thì cảm ơn các bạn. Xin một thêm nữa là các bạn thấy ở đây có phụ kiện cho Asa 302. Đó là mấy cái bao cao su màu sắc khá là đẹp. Rồi chúng ta có một cái loa Bluetooth nữa. Ladies and gentlemen, we kindly ask you to leave the press conference.